Hello các em. Theo Phạm Nguyên, Nguyễn Ngọc Anh Thư. Anh Thư là cô nhớ tên rồi nha. Ngoát bé à? Tân Tiến, Nguyễn Thủy Nhiên à? Ok. Hoàng Sơn, nó lại hơi bị lắc lắc kiểu gì. Chẳng hiểu sao like ở nhà cô nó cứ hơi bị lắc lắc kiểu như vậy. Ngọc Linh. Hello Long. 30 phút thôi nhỉ. Chúng ta sẽ live 30 phút, 12 giờ cho đến 12 rưỡi. Ok. 12 rưỡi là bắt đầu vào lớp đúng không? Hình như thế à? Hình như 12 rưỡi là bắt đầu vào lớp không? Ok, rồi. Cô đang đọc comment của chúng ta đây. Nó cũng vẫn hơi bị lắc lắc đấy, nhưng mà thôi chúng ta cố gắng khắc phục vậy, chúng ta cố gắng vậy chứ còn nó bị lắc như thế cô cũng không biết làm sao cả. Tại cô cũng không hiểu tại sao live ở nhà nó hay bị lắc như vậy á, không hiểu làm sao. Hello Thanh Xuân, Nguyễn Văn Duy. Thanh Xuân là trùng tên với cô đó. Hello Nguyễn Quỳnh Trang. Ok, rồi chúng ta bắt đầu luôn nha. 12 giờ rồi. 12 giờ rồi, chúng ta sẽ có nửa tiếng để chúng ta học với nhau. Đấy, hôm nào mà buổi trưa, thực ra cái lịch buổi trưa của cô là không cố định các bạn nhá. Đấy, bởi vì là cô sẽ lựa khi nào mà cô rảnh rảnh ý. Khi nào mà cô không có bận quá nhiều việc ấy thì cô mới live được. Thì khi nào mà live được thì cô sẽ thông báo ở trên fanpage của cô để cho chúng ta biết nha. Ok rồi, cái bài hôm nay chúng ta sẽ ôn qua một chút về các cụm động từ để chúng ta chuẩn bị cho cái kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Đấy, kỳ thi học kỳ 1 sắp tới của chúng ta thì chắc chắn là sẽ có phần cụm động từ rồi. Trong đề thi chắc chắn sẽ có rồi. Cho nên là chúng ta sẽ ôn qua một chút cái phần này. Nào, câu số 1 nhé, bắt đầu comment nhé các em nhé. Câu số 1 là cái câu mà xuất hiện trong đề thi thật trước đây đấy. Nó là câu xuất hiện trong đề thi thật luôn đấy. Nói chung là rất nhiều câu ở trong đây nó xuất hiện trong đề thi thật nhá. Nào các bạn comment câu số 1 cho cô nào. Hello Trần Kín, Nguyễn Đức Toàn. Chưa biết gì hết nên học gì đây cô? Chưa biết gì hết thì nói chung là mình cứ học chú trọng các cái kiến thức trong sách giáo khoa trước em ạ. Bởi vì bây giờ đề thi nó cũng khá là cơ bản ý. Đấy, cái kiến thức cơ bản nó chiếm rất là nhiều cái đề thi của chúng ta, cho nên là chúng ta hãy cố gắng tập trung ôn những cái cơ bản trước nhá. Hello Phan Thảo Anh, Nguyễn Văn Duy, Thanh Xuân nào. Các bạn bây giờ bắt đầu comment cho cô nào, câu số 1 nào. Nguyễn Thanh Xuân 1C, Nguyễn Văn Duy. Duyên Thủy, hello Duyên Thủy. Cô giải đi cô, em còn đi học rồi. Câu số 1 nào, comment nào, câu số 1 nhá. Rồi, giải đi để cho các bạn còn đi học đây. Câu số 1 nào. Ngọc Linh 1C. Cái câu này chúng ta nói về Nguyễn Thị Ánh Viên đúng không? Nguyễn Thị Ánh Viên performed so well, là trình diễn rất là tốt trong cái SEA Games 28, cái gọi là cái bơi bướm 200m của nữ. Thì đến mức mà tức là bơi, tức là trình diễn, có màn trình diễn quá tốt đến mức mà không cái đối thủ nào có thể. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái phương án gì nào? Không có một cái đối thủ nào có thể làm sao bắt kịp cô ấy được đúng không? Câu số 1 chắc chắn đáp án của chúng ta sẽ là phương án C rồi. Catch up with có nghĩa là bắt kịp đúng không? Câu này là câu trong đề thi thật đấy, nhớ các em nhớ. Đấy, cái từ này có nghĩa là bắt kịp. Đấy, nó có nghĩa là bắt kịp nhớ. Thế còn look up to có nghĩa là ngưỡng mộ này. Từ này có nghĩa là ngưỡng mộ hoặc là kính trọng ai này. Đấy, ngưỡng mộ hoặc là kính trọng ai. Thế còn come up to có thể có nghĩa là lên đến. Đấy, lên đến hoặc là dâng đến. Lên đến cái gì, ví dụ nước dâng lên đến cổ chẳng hạn. Đấy, lên đến hoặc là dâng lên đến. Ngoài ra nó còn có nghĩa là gọi là đạt được. Đấy, nó có nghĩa là đạt được nữa. Nghĩa thứ hai của nó có thể có nghĩa là đạt được nhá. Thế còn put up with có nghĩa là chịu đựng đúng không? Đấy, từ này có nghĩa là chịu đựng. Rồi xong, tiếp theo câu số 2 các em nào. Câu số 2.
Phrasal verb là khó rồi các em ạ. Phrasal verb không bao giờ là dễ cả. Phrasal verb không bao giờ là dễ cả, đúng không? Nào câu số 2 nào, cố gắng lên nhé. Mấy cái từ này đều là quen thuộc hết ấy, nó không phải là khó lắm đâu. Now, the table in the living room should be moved, là cái bàn ở trong phòng khách nên được chuyển đi, nên được chuyển đi chỗ khác để mà cái gì đó cho cái tivi mới. Thế thì ở đây người ta mua cái tivi mới về đúng không? Sau đó thì không có chỗ cho nên người ta sẽ chuyển cái bàn trong phòng khách đi để mà nhường chỗ cho, đúng không? Rồi câu số 2 chúng ta chọn phương án gì nào? Nhường chỗ. Trần An Duyên, Kiên Nguyễn, Thảo Trinh, các bạn comment thì cô vẫn đang đọc comment của các bạn nha. Đào Thị Ngọc Ánh, Thanh Xuân, đúng rồi. Câu này các bạn chọn C là đúng rồi. Make room for gọi là nhường chỗ, đúng không? Nhường chỗ, tức là mình phải chuyển cái khác đi để nhường chỗ. Cụ thể đây là chuyển cái bàn đi để mà nhường chỗ cho cái tivi mới. Thế còn get rid of có nghĩa là vứt bỏ, đúng không? Từ này là vứt bỏ, loại bỏ. Đấy, vứt bỏ, loại bỏ. Đấy, thế còn pave the way for là mở đường cho điều gì đó. Mở đường cho điều gì đó. Cái từ này cũng gần bằng với cả initiate ấy. Mở đường cho điều gì đó có thể xảy ra dễ dàng hơn. Mở đường cho điều gì đó nó xảy ra dễ dàng hơn nhá. Đấy, thế còn take hold thì có thể hiểu là túm lấy. Đấy, từ này có thể hiểu là túm lấy cái gì đó. Tiếp theo này, câu số 3 nào. Candidates. Câu số 3 nhá. Candidates là các ứng cử viên. Are requested là được yêu cầu là phải gì đó. The form. Form ở đây là cái mẫu đơn. Đấy, to the admissions officer by July 25, đúng không? Thế thì ở đây phải như thế nào cái mẫu đơn các em nhỉ? Đấy, chúng ta có fill out này, show up này, pass over và hand in. Câu này chúng ta chọn cái gì nào? Bộ nail của cô máu lửa quá. Noel đấy. Đây là cái bộ nail Noel đấy, đúng không? Nào câu số 3 nào. Câu số 3 chúng ta chọn từ gì đây? Tất cả các từ em đều không hiểu nghĩa thì phải học thôi nhá. Cái gì mình không hiểu nghĩa thì mình học thôi, có gì đâu, đúng không? Cái gì mà mình chưa chắc thì mình học, mình dành thời gian để mình học. Ok, nào câu số 3 nào. Xem live của cô Sun lại nhớ hồi đầu năm cắm cổ ôn đại học, cố lên nha các em. Đúng rồi, chị Hoan Đỗ bây giờ phải học đến năm thứ 2, thứ 3 rồi chứ nhỏ, đúng không? Thì Nguyễn Quỳnh Giang, Ngọc Lê, Đào Thị Ngọc Ánh, Thanh Xuân, các bạn chọn A này, đúng rồi. Câu này các bạn chọn A là đúng rồi nhá. Chúng ta có cái cụm động từ ở đây chính là fill out, đúng không? Thì fill out có nghĩa là điền vào cái gì đó. Từ này thì nó sẽ bằng với cả fill in hoặc là complete, đúng không? Điền. Đó, từ này có nghĩa là điền vào thì nó bằng với cả fill in nhá. Đấy, hoặc là complete, nhớ chưa? Complete. Rồi, thì chúng ta có show up có nghĩa là gì? Đến, đúng không? Show up là đến. Thực ra từ show up cũng có bằng với cả từ arrive đấy, đến một cái sự kiện nào đó. Đấy, thế còn pass over là bỏ qua, lờ đi này. Nó bằng với cả ignore đấy. Lờ đi này, đấy, bằng với cả ignore luôn. Đấy, tiếp theo hand in là nộp đúng không? Hand in bằng với cả submit, có nghĩa là nộp. Ok chưa? Rồi, tiếp theo câu số 4 nào. Câu số 4. Now, when the manager of the company retires, khi mà cái người quản lý của cái công ty này nghỉ hưu, đấy, chúng ta có động từ retires có nghĩa là nghỉ hưu nha. Nghỉ hưu. Thì the deputy manager là cái người có phó đấy, đúng không? Cái người phó phòng á, thì sẽ cái gì đó, vị trí đấy. Đấy thì chúng ta có 4 phương án là stand for, take over, catch on, hold on. Câu này chọn cái gì nào? Các bạn comment thật nhanh câu số 4 cho cô nào. Câu số 4. Câu số 4. Ok, câu số 4 Thảo Trinh, Phương Tích này, 4B. Ok, đúng rồi, hơi bị lag đúng không? Cô thấy hình như hơi bị lag hay sao ấy? Cô vẫn đọc được comment của các bạn nhưng cảm giác nó hơi bị lag ấy. Cảm giác hơi bị lag ấy. Ok, rồi câu số 4. Take over, đúng rồi, tiếp quản nhá. Phan Như Tường Vân, Đào Thị Ngọc Ánh. Các bạn chọn 4B là đúng rồi. Câu này là B, take over. Đấy, trong trường hợp này nó có nghĩa là tiếp quản. Tiếp quản vị trí của ai đó. À, tiếp quản một cái vị trí công việc đúng không? Thế còn stand for thì stand for có nghĩa là viết tắt của cái gì đúng không? Là viết tắt của cái gì? Đấy, thế còn catch on có nghĩa là trở nên thịnh hành phổ biến. Đó, thế còn hold on có nghĩa là chờ. Cái từ này có thể bằng với cả từ wait này. Nó có nghĩa là chờ, đúng chưa? Rồi, tiếp theo này, câu số
Tiếp theo câu số 5 đi nào. Câu số 5. Peter is disappointed at not getting the job. Peter thì đang rất là thất vọng vì đã không được nhận công việc đó, nhưng anh ta sẽ cái gì đó sớm thôi. Câu này chúng ta chọn gì nào? Hello, Đinh Ngọc Bảo Hân mới vào đúng không? Rồi, Tiến 5D này, các bạn comment đi. Các bạn comment đi nào, câu số 5. Câu số 5 đó là cái gì? Mới chỉ thấy có Đinh Ngọc Bảo Hân thôi. Từng Vi 5D đấy. Như vậy có những bạn chọn B, có những bạn chọn D. Đúng rồi, Ngọc Lê tranh thủ học luôn nhưng không? Các bạn có thể comment lại giống như kiểu Ngọc Lê, kiểu Stanford là viết tắt này, catch on trở nên thịnh hành phổ biến này. Đấy, hold on là chờ này, đúng không? Ok rồi, retire nghỉ hưu, đúng rồi, hữu phúc này. Như vậy câu này có những bạn chọn D, có những bạn chọn B đúng không? Thì câu này chúng ta phải chọn phương án ở đây là phương án B nhá. Các bạn nhầm rồi, bạn nào mà chọn phương án D là bị nhầm đấy. Ở đây get over bằng overcome chứ không phải là come over đâu nhá. Cái get over ở đây sẽ bằng với cả overcome, có nghĩa là vượt qua. Đó, nó phải bằng, tức là nó phải bằng với cả overcome ấy, chứ không phải là come over đâu nhá. Cái này là bị sai nhá, các bạn chọn đây là bị sai rồi. Đó, thì còn chúng ta có take on nhiều nghĩa lắm. Take on có thể bằng với cả employ là tuyển dụng, bằng với cả employ, bằng với cả hire, tuyển dụng, tuyển người, tuyển hoặc là thuê mướn ấy. Thế còn go through cũng rất nhiều nghĩa. Đấy, go through có thể hiểu là trải qua cái gì đấy cũng được, trải qua cái gì đó, nói chung nhiều nghĩa lắm, hoặc là rà soát qua cái gì đó. Đấy, thế còn come over có nghĩa là ghé qua nhà ai đó chơi, đấy là cái nghĩa phổ biến nhất. Ok chưa? Rồi, tiếp theo này, câu số 6. Câu số 6 nè, comment cẩn trương. The company management có nghĩa là cái ban quản lý của công ty decided to cái gì đó more workers. Đấy, câu này nó chính là cô đã nói cái ở trong câu số 5 rồi đấy. Ở đây là nhiều lao động hơn đúng không? Để có thể kịp được cái lịch sản xuất. Đấy, ở đây chúng ta có production schedule có nghĩa là cái lịch sản xuất. Thì ở đây là meet, ở đây là có thể kịp được cái lịch sản xuất. Câu 6 chúng ta chọn cái gì nào? Các bạn comment khẩn trương nào. Câu 6. Phan Như Tường Vân 6A, các bạn khác đi nào. Các bạn khác đi nào. Nó hơi bị lag một tí đúng không? Đấy, cô thấy là nó hơi bị lag nhưng mà thôi chúng ta cố gắng nhỉ. Mạng nhà cô chuẩn bị thay mạng mới rồi, hy vọng là nó sẽ bớt lag hơn. Ok, cô thấy có Trinh Trí Lân à. Ok, câu này là gì đây? Đúng rồi, câu này đáp án đương nhiên phải là phương án A rồi đúng không? Take on có nghĩa là tuyển dụng. Đấy, take on ấy, đấy, bằng với cả employ đấy đúng không? Vừa mới ghi ở phía trên xong, đúng không? Đấy, thế còn make out cũng rất nhiều nghĩa nhá. Make out có thể hiểu là hiểu được cái gì này. Hoặc là nhận ra được cái gì này, hiểu được này, hoặc là nhận ra cái gì này. Nếu còn check over học rồi, kiểm soát đúng không? Make up có thể hiểu là trang điểm này. Make up này có thể hiểu là trang điểm hoặc là chiếm bao nhiêu phần trăm đấy này. Hoặc là bịa ra cái gì này, đúng không? Bịa ra cái gì đó. Đấy, tiếp theo câu số 7 nào. Đấy. Thực ra thì một cái từ, một cái phrasal verb make up này nó có thể có rất nhiều nghĩa. Nhưng ở đây thì cô sẽ cho chúng ta một hai nghĩa cơ bản thôi nhá. Tiếp theo câu số 7, nó hơi bị lag em ạ. Nó cứ hơi bị lắc lắc ấy, cô cũng không hiểu tại sao luôn ấy. Cô cũng không hiểu tại sao luôn ấy. Thôi cố gắng nhá, câu số 7 nào. Số 7. Không thể hiểu được vì sao nó cứ bị lag thế này. Câu số 7 nào. A lot of research in medical science. Rất nhiều những cái nghiên cứu trong cái lĩnh vực y khoa thì đã được như thế nào đấy. To improve human health. Để mà cái cải thiện cái sức khỏe của con người. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây nhỉ? Rồi câu số mà 7 nào. Rồi Phan Như Tường Vân 7B, đúng rồi. Đào Thị Ngọc Ánh Nguyên Linh 7B, đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô cái cụm động từ chính là carry out, đúng không? Vì nó đi với cả từ research này. Các nghiên cứu thì phải được tiến hành hoặc là thực hiện, đúng không? Tiến hành hoặc là thực hiện. Chúng ta tiến hành hoặc là chúng ta thực hiện các nghiên cứu. Đó, rất nhiều các nghiên cứu về lĩnh vực y khoa, đúng không? Thế còn make up vừa mới học trên trang điểm hoặc là bịa da hoặc là chiếm bao nhiêu phần trăm. Thế còn check up có thể hiểu là bắt đầu một thói quen sở thích mới hoặc là bắt đầu chơi một cái bộ môn gì đó mới. Đấy, hoặc là cái này có thể hiểu là bắt đầu một cái thói quen hoặc là một cái sở thích mới. Hoặc là bắt đầu chơi một cái bộ môn gì đó mới nhá. Đấy, thế còn give up có nghĩa là tỏa ra. Đấy, tỏa ra hoặc là bốc lên. Đấy, có tùy từng trường hợp mà chúng ta dịch tỏa ra, bốc lên hoặc là phát ra.
hoặc là thải ra cái gì đó. Đấy, đấy là một số nghĩa của nó. Tiếp theo câu số 8 nào. Câu số 8, you shouldn't lose heart, đúng không? Success often comes to those who are not. Đấy, thành công thì thường đến với cả những người mà không bị cái gì đó bởi failures. Failures ở đây có nghĩa là thất bại. Thì thành công sẽ đến với cả những người mà không cái gì đó bởi sự thất bại. Câu này chúng ta chọn cái gì nào? Câu số 8 cũng là một câu cũng hơi hơi khó một tí đấy. Câu số 8 nào, chúng ta có left out này, put off này, switch off và turn on. Câu này chúng ta chọn phương án gì nào? Câu số 8 vẫn chưa thấy ai comment cả, chắc là bị chậm rồi. Câu số 8, phân như từng vân tầm B. Đúng rồi, câu này chúng ta chọn B là đúng nhá, put off. Đấy, cô cứ nhìn thấy comment của ai đó thì cô sẽ nói luôn. Đấy, put off, đúng rồi. Chúng ta có put off ở đây có nghĩa là trì hoãn, đúng không? Hoặc là khiến cho mất hứng, hoặc là không muốn làm gì đó nữa. Điều này có thể hiểu là trì hoãn này. Đấy, chỉ hoãn hoặc là khiến cho mất hứng. Đó. Thế còn cái switch off ở đây có nghĩa là ngừng suy nghĩ, ngừng chú ý đến cái gì? Ngừng suy nghĩ này. Ngừng chú ý đến cái gì? Đó, thế còn turn on thì rất nhiều nghĩa đúng không? Có thể hiểu là bật lên này. Đấy, bật cái gì đó lên, đúng không? Thế còn left out hay là leave out có nghĩa là bỏ quên, bỏ sót. Hoặc là loại ra khỏi cái gì. Đấy, từ này cũng có nghĩa là loại ra khỏi. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu 9 nào. Câu số 9. Unless we do something now, trừ khi chúng ta làm cái điều gì đó ngay bây giờ đi. Hundreds of plant and animal species là hàng trăm những cái loài động thực vật thì sẽ làm sao đó. Nào, câu này chúng ta chọn từ gì nào? Bring up, fall over, die out và come into. Chọn cái gì nào? Các bạn comment câu 9 nào. Đáp án là gì đây? Câu số 9. Hello, Nguyễn Đức Hoàng mới vào đúng không? Ok, Cẩm Ly 9C, Phan Như Từng Vân 9C, đúng rồi, câu này chúng ta có phương án C, die out đúng không? Có nghĩa là biến mất, hoặc là tuyệt chủng đấy. Cái từ die out nó sẽ bằng với cả từ disappear nhá, có nghĩa là biến mất. Đấy, die out bằng với cả disappear, biến mất. Thế còn bring up có nghĩa là bring up có thể bằng với cả từ raise, nuôi dưỡng, nuôi dạy đúng không? Bằng với cái từ raise, nuôi dưỡng, nuôi dạy. Đó, thế còn fall over có nghĩa là vấp ngã, té ngã. Nhớ, từ này có nghĩa là vấp ngã hoặc là té ngã. Thế còn coming to là thừa kế một cái gì đấy. Được thừa kế cái gì? Đó, coming to được thừa kế cái gì? Tiếp theo này, câu số 10. Many parents tend to make their children study hard. Là rất nhiều các ông bố bà mẹ có xu hướng là bắt con cái của họ phải học hành rất là cực lực vất vả, với cái tin tưởng rằng, với cái niềm tin rằng là cái một cái gọi là học hành tốt thì sẽ cho phép chúng có thể sẽ cái gì đó trong tương lai. Câu 10 này, câu trong đề thi thật nhé. Câu 10 này là cũng là câu trong đề thi thật luôn. Đấy, trong đề thi thật trước đây luôn. Câu này chúng ta chọn gì nào? Turn up, get on, get out hay là turn away? Câu này chọn gì nào? Câu số 10. Câu số 10, câu số 10. Đúng rồi. Đó, rất nhiều bạn tranh thủ học luôn này, Ngọc Lê này. Bring up, nuôi dưỡng, fall over, vấp ngã, té ngã, coming to, thừa kế. Tiếp theo này, Nguyễn Thị Quỳnh Như, đúng rồi, các bạn comment tiếp câu số 10 đi nào. Comment tiếp câu số 10 nào. Rồi, coming to, thừa kế. Mạng nó cũng hơi hơi bị lag một tí đấy. Nào, chúng ta comment tiếp câu số 10 nào. Chúc chúc 10B. Đúng rồi, rất giỏi luôn ấy. Câu này mà chọn được phương án B thì rất giỏi luôn. Thế từ get on nó có rất nhiều nghĩa. Nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa là thành công trong sự nghiệp nhá. Câu số 10B ấy. Trong trường hợp này cái từ get on ấy, từ get on rất rất nhiều nghĩa luôn các em ạ. Ấy thì ví dụ chúng ta nói là get on with somebody chẳng hạn đúng không? Get on with somebody, get on ấy, get on or get on with somebody có nghĩa là có mối quan hệ tốt đẹp với ai đó, hòa hợp với ai đó. Thì cái từ get on trong trường hợp này thì nó lại có nghĩa là trở nên thành công trong sự nghiệp nhá. Đấy, trở nên gọi là thành công trong sự nghiệp.
Đó, từ này có nghĩa là thành công trong sự nghiệp nhé. Ok rồi, câu này 10B đúng không? Thế còn turn up, turn up có nghĩa là đến đúng không? Bằng với cả arrive. Đến này, thế còn get out cũng rất nhiều nghĩa. Get out có thể hiểu là bị lộ ra, ví dụ như một cái bí mật bị lộ ra chẳng hạn. Bị lộ ra, thế còn turn away có thể hiểu là từ chối. Từ chối không cho ai vào. Từ chối không cho ai vào đâu, gọi là turn away. Chúng ta thường hay nói là turn somebody away á, là từ chối không cho ai đó vào đâu nhá. Đấy là câu số, đấy là phương án D. Rồi như vậy nhớ cho cô câu này đáp án của chúng ta là phương án B. Câu này cũng là câu đã xuất hiện trong đề thi thật rồi nhá. Đấy, xuất hiện trong đề thi thật đấy. Rồi tiếp theo này, câu số 11 nào. Câu số 11. Câu số 11 nào, the coastal city. The coastal city đây là cái thành phố ven biển, thì cái gì đó, extra buses là thêm xe buýt trong mùa hè bởi vì là cái lượng du khách tăng lên đúng không? Thì câu này chúng ta chọn phương án gì nào? Câu số 11 nào, chúng ta có making up này, turning out này, putting on và taking off. Đấy, câu số 11 chúng ta chọn cái gì đây? Nhà nào mở nhạc nghe hay quá ta. Nào, cô chưa thấy có ai chọn câu 11 nào bị chậm, bị chậm ấy. Các con chọn bị chậm á. Nào, câu này chúng ta chọn cái gì đây? Nào, các bạn đang kiểu mải ôn lại từ ấy. Nào, cố gắng lên nào. Turn away, từ chối không cho ai vào đâu. Turn somebody away. Rồi, get out, bị lộ ra. Hoặc là get out cũng có nghĩa là đi ra ngoài đi, đuổi ai đó ra ngoài. Đấy, đấy là cái nghĩa của từ get out. Em chưa thấy câu hỏi, ok rồi. Chắc là kiểu nó bị chậm ý, nó bị hơi lag ý. Đúng rồi, get on with somebody, be on good terms nhé, with somebody. Chúng ta có nhìn thấy đây chưa? Chúng ta nhìn thấy đây chưa? Em đổi máy vẫn không thấy câu hỏi. Ok, sao lại lạ thế nhỉ? Chúng ta nhìn thấy đây chưa? Hôm nay vẫn 20 câu thôi, cho nó tròn nhá, 20 câu cho nó tròn. Mấy câu sau sẽ chữa nhanh nhanh một tí để cho nó đúng 12 rưỡi để cho các bạn còn vào lớp nữa, đúng không? Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy câu hỏi đâu à? Ơ kỳ lạ nhỉ. Cô vẫn đang để câu hỏi đây này. Chúng ta nhìn thấy câu hỏi chưa? Nhìn thấy câu hỏi chưa? Mạng lag quá. Đấy, muốn livestream mà cứ lag thế này cũng buồn không? Chết rồi, lag rồi. Ok rồi, có Duy Nam comment được rồi, cái kìa, 11C cái kìa. Các bạn khác nào? Sao câu nào cũng phải hiểu nghĩa? Đúng rồi, phrase the verb là phải hiểu nghĩa các em nhá. Phrase the verb nó đâu phải là dễ đâu, đúng không? Phrase the verb là khó rồi các em ạ. Học phrase the verb là khó nhất rồi đấy. Cộng với cả idioms, cực khó, với cả collocation, nói chung là khó. Cái phần này là phần nâng cao nhá, cái phần này là phần dành cho các bạn điểm cao nhá. Đấy, chứ còn các bạn nào mà hơi yếu yếu, từ vựng kém kém thì làm phần này đương nhiên là không làm được rồi. Hello Linh đã học bài vào muộn nha. Câu này ở đây các bạn chọn C á, là đúng rồi đấy. Các bạn rất là giỏi. Câu này chọn C là đúng rồi. Putting on. Ở đây chúng ta có cái từ putting on, ở đây có nghĩa là cung cấp cái gì. Đấy, hay còn gọi là cung cấp cái gì hoặc là cho chạy thêm cái gì. Trong trường hợp này gọi là cho chạy thêm cái gì. Đấy, hoặc là cung cấp cái gì. Đấy, cái từ put on cũng có rất nhiều nghĩa. Put on có thể hiểu là mặc quần áo, đeo giày, đúng không? Hoặc là đội mũ, hoặc là bôi cái gì lên mặt, lên da, hoặc là có nghĩa là tăng cân, vân vân. Đấy, ngoài ra trong trường hợp này có nghĩa là cho chạy thêm xe buýt, đúng không? Đó nhá. Thế còn make up cũng rất nhiều nghĩa. Make up chúng ta đã học một vài kinh nghĩa trên kia rồi, trang điểm rồi là bịa ra cái gì đó, đúng không? Đấy, thế còn turn out là hóa ra là. Đấy, hóa ra là. Thế còn take off cũng rất nhiều nghĩa. Take off có thể có nghĩa là cởi quần áo, đúng không? Hoặc là tháo giày, tháo dép, hoặc là cất cánh. Đấy, có nghĩa là cởi này. Từ này có nghĩa là cởi nhá. Đấy, cởi quần, cởi áo, rồi là tháo giày, rồi là cởi mũ, đúng không? Rồi là cất cánh. Nói chung từ này cũng có rất nhiều nghĩa luôn. Đấy, cô ở đây cho gọi là học một vài nghĩa thôi nhá. Tiếp theo câu 12 nào, đứng hình luôn. Em không biết, em vừa rửa bát xong buồn thế.
Nào, tiếp tục câu số 12 nào. Laura didn't enjoy her first year at college, là Laura không hề thích cái năm thứ nhất ở trường đại học bởi vì cô ta không fail to, ở đây mình dịch là không cái gì đó, her new friends, những người bạn mới của cô ấy. Và chúng ta có come in for, look down on, go down with và get on with. Câu này chúng ta chọn phương án gì nào? Câu số 12. Hồi thế em không hiểu câu nào thì học thôi. Cái này là dành cho những bạn mà kiến thức khá khá của các em ạ. Cái này là bạn nào kiến thức khá khá thì mới học được nha. Cái này kiến thức khá khá thì mới học được, còn ai mà chưa khá khá thì mình cứ học từng câu một thôi. Mình học dần dần thôi các em ạ, đừng có nản chí nhá. Đừng có nản chí, mình cứ học dần dần thôi. Không đi đâu mà vội cả, chúng ta còn nửa năm nữa đúng không? Còn nửa năm nữa mình vẫn cố gắng được, vẫn được. Nào Ngọc Lê 12D. Đúng rồi, get on with là đúng rồi. Cái gì cũng vậy, muốn nhớ được lâu á thì học, mình phải học đi học lại. Và thứ hai là có thể học theo kiểu liên tưởng. Nói chung là có rất nhiều các cái cách học khác nhau, mỗi người học một kiểu. Như cô thì cô cứ kiểu cô dạy nhiều cô nhớ ấy. Tóm lại mình cứ tiếp xúc càng nhiều càng tốt các em ạ, nhá. Mình cứ tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Ở đây có nghĩa là hòa hợp với ai hoặc là có mối quan hệ tốt đẹp với ai đúng không? Có mối quan hệ tốt đẹp với ai. Đó, cái này là có mối quan hệ tốt đẹp với ai nhá. Đấy, thế còn look down on có nghĩa là coi thường ai đúng không? Coi thường, coi khinh ai. Đấy, look down on, coi thường. Thế còn go down with có thể hiểu là bị mắc bệnh gì đó. Bị mắc bệnh gì đó, ví dụ bệnh thường là bệnh nhẹ nhá, bị mắc bệnh gì đó. Thế còn come in for có thể hiểu là tham gia một kỳ thi hoặc là tham gia vào một kỳ thi hoặc là một cái cuộc thi đấu. Hoặc là một cuộc thi đấu nhá. À tôi chết rồi, come in for phải là go in for. Come in for ở đây hình như là hứng chịu cái gì đấy thế mà. Hứng chịu rất là nhiều chỉ trích chẳng hạn. Đấy, cái từ này hình như là hứng chịu nhiều chỉ trích chẳng hạn. Come in for, cô vừa nhầm go in for, còn đây là come in for cơ. Đấy, có lẽ hứng chịu, ví dụ như là hứng chịu những cái chỉ trích hoặc là cái điều gì đó không hay chẳng hạn. Đấy, come in for. Tiếp theo câu 13 nào. Đấy, nhiều khi là cô cũng nhầm chứ không phải là chỉ có các em nhầm đâu. Nhiều khi cô cũng nhầm bình thường. Tiếp theo, if you're lonely, đúng không? Nếu như bạn cô đơn, you should go out, bạn nên ra ngoài và cố gắng gì đó. A friendship with someone you like, kết bạn với ai đó mà bạn thích. Đấy, kết bạn với ai đó chúng ta chọn cái gì nhỉ? Ok, câu 13 chọn C là sai rồi. Câu 13 mà chọn C là sai rồi. Câu 13 không phải là C. Hello John John vào muộn nha. Come in for không phải là tham gia thi đấu nhá, gọi là hứng chịu một cái gì đó, hứng chịu một cái chỉ trích hoặc một cái gì đấy. Thế còn go in for thì mới là tham gia thi đấu, còn đây là come in for. Rồi, cô bị nhầm một tí, sorry các em. Tiếp theo câu 13. Câu 13 là chúng ta chọn cái gì nào? Câu 13, chưa thấy bạn nào comment cả. Ok, ý như muôn và muộn nha. Hứng chịu, ok. Đấy, nhiều khi cô cũng bị nhầm đúng không? Cô cũng bị nhầm luôn. Đúng rồi, go in for mới là tham gia kỳ thi hoặc là tham gia một cái cuộc thi đấu nào đấy. Đấy. Rồi, đúng rồi, go in for cũng có một cái nghĩa nữa là đam mê cái gì đấy, thích cái gì đấy đấy. Thích làm một cái, thích chơi một cái bộ môn gì đó là go in for. Tiếp theo này, câu 13 đi nào. Duy Nam, cô thấy có chọn C, hold up là không phải đúng rồi nhá. Câu này phải là strike up các bạn nhá. Strike up a friendship, gọi là kết bạn với ai đó đấy. Đấy, cái này là cái cụm từ kiểu gần gần như kiểu kết hợp từ với nhau ấy. Đấy, chúng ta có strike up a friendship. Nhớ có nghĩa là kết bạn với ai. Đấy, được chưa? Rồi. Tiếp theo này, break up thì có nghĩa là break up thì cái nghĩa phổ biến nhất của nó như kiểu break up with somebody đúng không? Thì nó sẽ có nghĩa là chia tay với ai. Chứ còn break up không thì nó cũng có nhiều nghĩa lắm. Đấy, break up có rất nhiều nghĩa luôn. Ví dụ như là có nghĩa là vỡ nát, vỡ vụn này, chấm dứt này. Hoặc là giải tán, tản ra. Nói chung nhiều nhiều nghĩa cực kỳ luôn ấy. Ở đây thì break up with somebody thì nó sẽ có nghĩa là chia tay với ai nhá. Tiếp theo câu 14 nào. Câu 14. The doctors did all they could, là bác sĩ làm tất cả những điều họ có thể. But he finally, nhưng mà cuối cùng anh ấy hoặc ông ấy cuối cùng vẫn cái gì đó bởi bệnh ung thư đúng không? Chúng ta có bốn phương án là die of này, ask for này, fell back on và coming to. Để câu này chúng ta chọn phương án gì nào?
Rồi câu số 14. Đâu có nảy dầu thầm lặng theo dõi cô. Điêu. Nếu mà vào thì phải comment luôn ngay từ hồi đầu đấy. Rồi tiếp theo câu 14 đi nào. Câu 14 chúng ta chọn cái gì? Nào, chết vì bệnh gì chúng ta chọn cái gì? Không gợi ý luôn câu 14 này. Chúng ta phải chọn một cái phương án có nghĩa là chết vì bệnh gì. Cố gắng lên, sắp xong rồi. Cố gắng lên. Ờ, mạng hơi lag, cô cũng không biết phải làm thế nào các em ạ. Mạng nó cứ kiểu lắc lắc gì cũng chẳng biết làm thế nào luôn. Cố gắng lên, sắp xong rồi. Chẳng hiểu tại sao dạo này mạng nhà cô nó bị thế. Ok, câu số 14 nào. Ok, còn Duy Nam comment rồi. Câu này là A đúng không? Die of, chết vì bệnh gì. Hoặc là mình có thể nói là die from nhá. Đấy, có nghĩa là chết vì bệnh gì. Đấy, thường ám chỉ là chết vì bệnh gì nhá. Ok, tiếp theo ask for thì rất nhiều nghĩa. Ask for help chẳng hạn đúng không? Là cầu xin sự giúp đỡ. Nói chung là ask for có thể hiểu là xin hoặc là cầu xin cái gì. Đấy, còn thế còn fall back on thì có nghĩa là phải cầu đến ai đó, phải cầu đến cái sự hỗ trợ của ai đó đấy nhé. Ở đây là cầu đến sự hỗ trợ, ở đây ý nói là phải cầu đến sự hỗ trợ của ai. Cái này nói chung cô nghĩ cái này không cần nhất thiết phải học đâu, đi thi tốt nghiệp chắc chắn đã vào, bởi vì cái cụm từ này hơi khó. Phải cầu đến sự hỗ trợ của ai. Đó, thế còn chúng ta có coming to thì biết rồi đúng không? Có nghĩa là thừa kế, được thừa kế. Rồi tiếp theo này, câu 15, quite soon, có nghĩa là sẽ sớm thôi. The world is going to, cái gì đó, energy resources, thế giới sẽ, và các nguồn năng lượng. Đấy, thế thì câu này chúng ta chọn từ gì đây? Câu này cũng khá là dễ đúng không? Câu 15 chúng ta có phương án A, come up against. Phương án B là... phương án B là keep up with, phương án C là get into và phương án D là run out of. Đấy, câu này chúng ta sẽ chọn cái gì nào? Sẽ sớm thôi, thế giới sẽ sớm gọi là cái gì đó, các cái nguồn năng lượng. Câu này chúng ta chọn gọi là cái tài nguyên năng lượng đúng không? Câu này cũng khá là dễ này. Chọn cái gì nào? Câu số 15 cố gắng lên, chúng ta còn có 6 câu nữa thôi là chúng ta được nghỉ rồi. Nguyễn Đức Toàn 15D, Duy Nam D, chúc chúc D. Câu này D là đúng rồi, chúng ta có run out of đúng không? Có nghĩa là cạn kiệt cái gì đó. À, câu này là run out of, cạn kiệt cái gì? Đấy, cạn kiệt cái gì? Còn come up against có thể hiểu là vấp phải cái gì? Ví dụ như là vấp phải một cái sự phản đối chứ không phải vấp phải hòn đá đâu các em nhá. Thường ám chỉ là vấp phải một cái sự phản đối hoặc cái gì đó. Thế còn keep up with là theo kịp đúng không? Đó, thế còn get into cũng rất nhiều nghĩa các em ạ. Get into nhiều nghĩa lắm. Get into có thể hiểu là mắc hoặc là dính vào cái gì. Dính vào, dây vào cái gì. Ví dụ get into trouble chẳng hạn đúng không? Đấy, dính vào. Từ này cũng có thể hiểu là dính vào hoặc là dây vào cái gì. Ví dụ chúng ta có thể nói là get into trouble chẳng hạn đúng không? Hoặc là get into a fight. Đó, get into, dính vào, dây vào cái gì. Nói chung từ này cũng có rất nhiều nghĩa cho nên tạm thời một nghĩa như vậy thôi nhá. Tiếp theo câu 16 nào. I've just been offered a new job là tôi vừa mới được đề nghị một công việc mới. Things are, mọi thứ đang, cái gì đó. Chúng ta có phương án A, clearing up này, making up này, looking up và turning up. Câu này chúng ta chọn từ gì nào? Cố gắng lên, câu 16. 5 câu nữa thôi, câu 16 nào. Nguyên Hạnh chọn 16C, đúng rồi. Câu này chọn C là đúng quá rồi. Chúng ta có từ looking up có nghĩa là đang trở nên tốt đẹp hơn, đúng không? Đấy, từ look up ở đây có nghĩa là get better, có nghĩa là, hoặc là improve. Đấy, trở nên tốt đẹp hơn. Đó, nó có nghĩa là trở nên tốt đẹp hơn. Thế còn clear up có thể hiểu mô tả, clear up có thể mô tả bầu trời trở nên quang đãng nhé. Từ này có thể mô tả bầu trời trở nên quang đãng. Đó, thế còn make up nhiều nghĩa lắm đúng không? Thế còn turn up, turn up thì từ nãy giờ mình cũng gặp mấy lần rồi đúng không? Xuất hiện. À, turn up cũng có thể hiểu là cái từ này cũng có nghĩa là bật bật to nhạc lên ấy, kiểu như cái này gọi là bật to
cái âm thanh lên ấy, cũng gọi là tone up, để trái nghĩa với nó sẽ là tone down đấy, đúng không? Cái tone up này này, bật to âm thanh, nó cũng có nghĩa là bật to âm thanh. Tiếp theo này, câu số 17, swan singing, hát swan. Đấy thì nó đã được cái gì đó qua rất nhiều các thế hệ. Nào, câu này cũng khá là dễ đây. Hôm nay cái móng tay của cô nó lại đầy sơn móng lên. Ôi giời ơi, đúng rồi, móng bây giờ nó kiểu được một thời gian xong nó lại hết ý, nó lại kiểu nó bị bạc đi. Câu 17 đúng rồi, cô thấy có Chí Lân chọn đúng rồi, câu này A là đúng nhá. Hand down. À, cái từ turn up cũng có nghĩa là xuất hiện theo kiểu là vô tình tìm thấy đấy. Cái từ turn up nhiều, nói chung rất nhiều nghĩa. Hand out thì ở đây đúng rồi nhé, từ này có nghĩa là truyền, đúng không? Truyền, truyền ở đây là gọi là truyền qua các thế hệ đấy nhá. Câu 17A rồi, thế còn take over có nghĩa là tiếp quản thì mình biết rồi. Tiếp theo câu 18 đi. Bill still hasn't cái gì đó me. Maybe he doesn't have romantic feelings for me after all. Có thể là anh ta cũng không có một cái cảm xúc gì đối với tôi đâu. Ở đây là ý nói là rủ đi chơi, rủ đi hẹn hò đấy. Câu 18 chúng ta chọn cái gì nào? Câu 18 cố gắng lên nào. Câu 18 sắp xong rồi. 18, 19, 20, 3 câu nữa là xong. Nào, câu 18 nào. Bill vẫn chưa rủ tôi đi chơi. Rủ đi chơi thì rủ đi hẹn hò. Chúng ta chọn cái gì đây? Câu 18 nào, các bạn vẫn ở câu 17. Đúng rồi, lúc áp trai cứu trở nên tốt đẹp hơn. Câu 18 nào, câu 18. Các bạn bị chậm hơn cô một tí. Đúng rồi, turn down là giảm. Giảm âm lượng ấy. Hoặc là turn down là từ chối ấy. Còn turn up thì vặn to lên. Tiếp theo 17, vẫn là 17A. Các bạn vẫn đang comment câu 17. Bị chậm hơn cô một tí đây. Cô phải xem ở đây nó là đang lá cây rì. Cô đang ở câu 18 và đang đợi các bạn. Nó bị trễ, nó kiểu nó bị trễ hơn so với cô ấy. Ok, vẫn thấy 17. Đứng màn hình luôn, đúng rồi. Đang bị đơ đây. Đang bị quá đơ đây. Hand down, truyền, gọi là truyền qua các thế hệ, truyền ở đây là truyền một cái gì đó, truyền một kỹ năng hoặc là truyền một cái gì đấy từ một người này sang người khác đấy, cái từ truyền. Ý như môn 18B, đúng rồi, các bạn bắt đầu comment câu B rồi, đúng rồi. Đấy, đợi mãi đến câu số 18. Câu này là B là đúng rồi, đúng không? Ask somebody out đấy có nghĩa là rủ ai đó đi chơi. Đi chơi hoặc là thường ám chỉ là đi hẹn hò các bạn nhé. Đấy, dù anh đó đi chơi, đi hẹn hò. Rồi, thế còn mấy cái từ là bring about. Ở đây thì nó là viết viết tách ra cho nên rất là khó để có thể ấy được. Thôi rồi, tiếp theo câu 19 đi. Câu này B nhá, câu 19, chữ nhanh đi cho nó hết giờ này. Tiếp theo câu 19 là the new airport, là cái sân bay mới thì đã. Cái gì đó rất nhiều sự thay đổi trên cái hòn đảo này. Câu này chúng ta chọn cái gì nào? Câu này chúng ta có bring about này, brought about này, taken to, counted in và turned up. Câu này chúng ta chọn cái gì đây? Câu này cũng là một câu khá là dễ bởi vì cái này nó rất hay gặp. Chúng ta rất hay gặp cái cụm động từ này. Nào, câu số 19 nào. Câu 19. Cố gắng lên, còn 2 câu nữa thôi. Còn 2 câu nữa thôi. Mười chín hai mươi nào, cô vẫn đang ngồi chờ, cô vẫn đang ngồi chờ các bạn comment câu 19-20 đây. Đấy, đang phải xem lại mạng đâu quá, buổi trưa rất là đông luôn, chắc ra đường chuyển cô cũng không biết là do cái gì nữa, nhưng mà bình thường cô ngồi làm việc cô vẫn thấy rất ok luôn ấy, bình thường mạng nhà cô làm việc nó ok cho nó không bị chậm đâu. Nhưng mà cứ live ở đây nó lại bị giật. Chẳng hiểu có vấn đề gì nữa. Ok, câu này các bạn Linh Chí, Trịnh Chí Lân 19D. Còn có bạn chọn A thì câu này nhá, nó phải là A nhá. Câu này phải là A mới đúng nhá. Ở đây chúng ta có từ brought about, hay là nguyên thể của nó là bring about ấy, có nghĩa là mang lại. Đấy, từ này có nghĩa là mang lại hoặc là gây ra.
Đấy, nó có nghĩa là mang lại và gây ra rất nhiều sự thay đổi. Thì phải là nó mang lại nhiều sự thay đổi trên cái hòn đảo này, đúng không? Rồi, tiếp theo câu 20 đây nè. Câu 19 thế thôi, câu 20. You have to, cái gì đó, a better idea than that if you want to win. Bạn phải, cái gì đó, một cái ý tưởng hay hơn như thế nếu như bạn muốn chiến thắng. Đấy, như vậy ở đây chúng ta có từ idea là một ý tưởng. Thì chúng ta chọn cái gì nào? Come in for này, hay là come up with, hay là bring out, hay là get down to. Nào, cố gắng lên, câu cuối cùng rồi. Mạng lác thì cũng kệ nó, đúng không? Câu cuối cùng rồi. Cố gắng lên, câu này khá là dễ đây. Ok rồi, xong. Cô có đăng cụm động từ lên Quizlet không? Cô không đăng nhá, bởi vì cái này không đăng được em ạ. Bởi vì một cụm động từ nó có rất nhiều. Cụm động từ nó có rất nhiều nghĩa ấy. Cho nên bài cụm động từ thì phải dạy riêng, không đăng trên Quizlet được em ạ. Rồi câu 20, các bạn chọn B là đúng rồi. Come up with có nghĩa là nghĩ ra cái gì đấy, đúng không? Đó, nghĩ ra cái gì đấy. Cụ thể là nghĩ ra một ý tưởng tốt hơn đúng không? Đấy, được chưa? Đấy, tóm lại câu này. Thế còn bring out thì nhiều nghĩa lắm. Bring out là làm lộ rõ ấy, hoặc là làm nổi bật. Get down to là bắt tay vào làm cái gì đấy, bị bắt tay vào công việc đi. Get down to work bắt tay vào làm gì nhá. Thế còn come in for vừa học lúc nãy xong là hứng chịu cái gì, đúng không? Hứng chịu hoặc là nhận rất là nhiều những cái sự chỉ trích hoặc là cái gì đấy, thường mang nghĩa xấu. Ok, xong rồi, như vậy cô đã vừa chữa cho chúng ta xong 20 câu rồi. Giống cái gì ở ý như moon, trời ơi, hôm nào cô like collocation idiom. Ok rồi, chấp ok nhá, Linh đang học bài nhá. Hôm nào sẽ like về collocation và idioms nhá. Ok rồi. Rồi bây giờ cô mới bắt đầu đi ăn nè. Cô bắt đầu đi ăn nè. Bye bye chúng ta nhé. Hẹn gặp lại chúng ta vào có thể là trưa ngày mai.